chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Nguyễn Trang đang có mặt tại gian hàng Trần Nhôm, Trần Nhựa, Primer của Việt Nam. Ngay lúc này thì Nguyễn Trang đang đứng cạnh anh Thức. Đây là kiến trúc sư chuyên gia về Trần Nhôm của Primer Việt Nam. Thì hôm nay Nguyễn Trang sẽ có cuộc phỏng vấn ngắn cùng với anh để chia sẻ thêm các thông tin về sản phẩm Trần Nhôm Primer Việt Nam. Anh có thể sẵn sàng chia sẻ được không ạ? Sẵn sàng. Anh có thể cho em biết là tại sao anh lại lựa chọn sân phân phối cái sản phẩm này về Việt Nam ạ? Các bạn đã biết hiện tại trên thị trường thì đã xuất hiện những cái loại trần như là trần thạch cao, trần nhựa và trần gỗ đã có mặt trên thị trường từ rất lâu. Nhưng mà như chúng mình khảo sát thì cái nhu cầu của khách hàng về những cái để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng về những cái loại trần đó thì nói chung là khách hàng vẫn còn nhiều cái nhu cầu khác, và những cái loại trần đó thì thường là vẫn còn một số cái hạn chế nó chưa thể đáp ứng được. Cho nên là chúng mình quyết định là đem về cái thị trường Việt Nam một cái sản phẩm mới để đáp ứng được hầu hết tất cả những cái nhu cầu đó của khách hàng. Đó là những cái sản phẩm trần nhôm 3D và mang thương hiệu Primer Việt Nam. Và với sản phẩm như thế này thì nó có độ bền như thế nào ạ? Và chế độ bảo hành của bên anh là như thế nào? Về những cái ưu điểm của cái loại trần nhôm của bên mình, đặc biệt là về cái độ bền của nó, thì tại vì là cái nguyên liệu cấu thành những cái sản phẩm này nó là một cái loại vật liệu bằng nhôm, cho nên là thực sự là cái độ bền của nó rất là lâu dài. Đấy, và cái chế độ bảo hành thì bên mình bảo hành 5 năm đối với tất cả sản phẩm trần nhôm. Cho nên khi khách hàng có nhu cầu dùng sản phẩm trần nhôm bên Primer Việt Nam của mình thì thực sự là rất là yên tâm về độ bền của nó. Và theo anh thì người dân có nên kinh doanh cái sản phẩm trần nhôm này không ạ? Về cái mục đích kinh doanh thì mình nghĩ là theo cái xu hướng của người dân bây giờ thì người ta đang chuyển dần từ cái trần thạch cao, trần nhựa, trần gỗ sang cái mảng trần nhôm này rất là nhiều. Đấy, theo cái sự khảo sát của chúng mình, bởi vì là những cái ưu điểm nổi trội của nó so với những cái loại trần khác thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là tiềm năng trong cái thị trường hiện tại bây giờ về cái mảng nội thất. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Nguyễn Trang đã có cuộc phỏng vấn cùng với anh Thức về sản phẩm trần nhôm Primer Việt Nam. Và nếu quý vị có gì muốn thắc mắc hay là tìm hiểu về sản phẩm trần nhôm, kính mời quý vị hãy đến với gian hàng Trần Nhôm Trần Nhựa Primer Việt Nam tại Hội chợ Việt Build năm 2016.